Xin chào, tôi là Hiếu Chuột. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 kỹ thuật khởi động trước mỗi trận đấu. Động tác 1, chạy nhẹ tiến và lùi. Động tác 2, chạy nâng cao đùi. Động tác 3, chạy đá gót. Động tác 4, đá cao về phía trước. Động tác 5, đá ngang sang hai bên. Động tác 6, đá cao về phía sau. Động tác 7, đá má trong. Động tác 8, ngồi xổm. Động tác 9, mở hông trong và ngoài. Động tác 10, tăng tốc đoạn ngắn. Chúc các bạn tập luyện thật tốt, và tôi là Hiếu Chuột.